Cái đĩa này của em là 70 cm, vẽ tích thiên hạ thái bình nhá. Vừa mới mang đi bọc lại cái viền đồng đen. Bọc cái viền không đã mất 380.000. Bán cả đế là, nói chung là nó là đường kính 70 đấy, siêu to luôn. Siêu to, siêu khủng luôn. Bán là 2.750.000 nhá. Đĩa cũ ạ. Vẽ cực kỹ luôn. Nó chỉ bị vài cái chỗ lấm tấm trắng đây, không ảnh hưởng cả. Mình dơ cái máy ảnh ra tầm, dơ cái điện thoại ra tầm 50 cm là đã không nhìn thấy rồi. Nó chỉ bị lấm tấm một tí thôi. Nói chung là lành tít 100%. Không nứt tóc, tơ tóc gì cả. Siêu khủng luôn. Viền này là bọc đồng. Cái này gọi là cái gì lại nhỉ? Cái dáng này thì khách ngày xưa của em đặt mấy cái, còn dư ra một cái, tức là đặt độc quyền đấy nhưng mà chưa cho bán ra thị trường đâu. Hàng này mà chưa bọc đồng của nó, chưa bọc đồng của nó đã rơi vào 650 rồi. Riêng cái này chưa bọc đồng nó rơi vào 650, chưa bọc đồng đấy. Em còn một cái này thì em thanh lý nốt, không dám đăng lên Facebook, chỉ đăng ở trên YouTube thôi. Giao lưu cho các bác một cái là 460k nhé. 460k em này. Dáng độc lạ luôn. Chân chôn mộc đồng. 100% vẽ tay. Có đúng một cái thôi. Và cũng không bán cái nữa đâu ạ, bởi vì giá cao rồi. Đúng em này là thanh lý bán chơi cho các anh em trên YouTube thôi. Cao xem nào. Cao là 36. Cao của nó 36 đấy. Dáng này siêu đẹp luôn. Vẽ tay này. Dưới chôn bọc đồng nhé. Cái đồng này ngày sau nó xỉn đi thì trông rất là đẹp. Bị oxy hóa thì trông đẹp. Chủ yếu là lên giao lưu anh em con đĩa này thôi. Tuyệt vời luôn.